cái của anh ấy à? À vú bò, vú bò đấy. Vào đấy phải chụp cây chỗ. Vú bò của anh gì đến từ chùa Hương á. Đấy anh này có bán rêu đấy, có bán rêu này. Rêu nhung này. Tiếc là anh ấy ngồi uống nước ở đâu đấy. Đây này, hết tầm. Hàng của anh đi chú. À vâng, lâu lắm mới gặp anh, bắt anh cái. Thấy đẹp quá phải soi. Ba có giao lưu không anh? Có đấy. Đấy, ví dụ cây vú bò nhỉ? Cây vú bò đúng rồi. Cái đấy là bao tiền? Cái đấy 3,5 triệu. Cái kia? Cái đấy 4,5 triệu. 4,5 triệu. Quá yêu thương này còn. Giá phải chăng để anh em chơi. Chỗ sạch sẽ, có đá, có cây. Hay quá. Anh có gửi đi xa được không? Đi xa. Vâng. Hay là giao lưu tại vườn? Giao lưu tại vườn đi. Vâng. Bác cho xin cái địa chỉ với số điện thoại lại cái cho anh em ở các nơi biết. Rồi, ok. Chắc ở nhà nhiều cây lắm. 0915. Rồi, 0915. 838796. Rồi, 0915 838796. Rồi, mình Mạnh. Anh Mạnh. Tên Mạnh. Chỗ Chùa Hương này. Chùa Hương. Vâng. Hay quá. Cây si, chắc là si tai chuột. Chơi là chính mà anh. Cung cấp cả rêu luôn đấy. Cái này cũng đang lò bằng mình. Đấy. Xì dễ ôm vào đá, ổn phết. Rông không lá bụi. Mây quay cả chợ mà mây ở riêng cây của anh. Có chứ, à, vừa nãy kia đúng không? Có phải cây ba vai kia không? Trời ơi, thuộc rồi. Quay cái đấy hơi bị nhiều đấy. Cái kia đây, kéo đi đâu ấy? Xong rồi à? Thế đỡ phải alo nữa nhá. Đấy. Nhìn mướt thế nhỉ? À, bán được. Đấy, vào việc rồi đấy. Anh em không phải alo nữa đâu. Mất cây rồi. Bán thế sướng. Không có hai cái cổng kinh đấy. Mỗi ba tiền một cái cổng phải không? Cổng làm của thằng này. À, nghệ nhân đây rồi. 2 triệu. Nghệ nhân nghệ nhân làm cây đẹp thế. Đấy là 2 triệu một cái. Của người ta ra chỗ khác. 2 triệu một cái. Đấy, nghệ nhân buôn làm gì nữa. Làm thì có hết hơi. Đấy. Anh Hà Gia Kinh. Đây có phải của mình không? Không phải. 2 triệu một cổng đây này, ở Gạch Lục. Si. Cưới Bình Thiên. Núi non kinh đấy nhỉ. À đây cũng mạnh, hình như cũng mạnh. Của đang sang kia. Đấy, dưới. Úi giời. Bày thấp quá các bác, mà ngồi đấy ô tô cho vào phát vào là nằm luôn. Để làm cái cứ phải quay nghiêng các bác không cả. Đấy. Đây. Bàn tay từ dưới. Dưới. Dưới à? Nhìn như quật bà ấy nhỉ. Cái này bao tiền đấy bác? 800 rưỡi. Ở đây của mình hết đúng không? Đây của mình hết đúng không? Ừ. Cây đấy, hai cây dưới là bao tiền cây? 2 triệu một cây, còn cây này 2,5 triệu. Đấy, cây này. Cây đừng thế. Mình cho xin cái số liên hệ anh nhỉ? Anh em xa gần là mua đấy. 0857. 0857. 18. 18. Tiếp 18 nữa. 18. Tại 18 nữa. 18. À, số đẹp quá.
chưa? Con đá này là à để chống thôi đúng không? Chống thôi. Rồi thì là nó còn mới. Thiên Tuế. Rồi ok. Xe em để đâu vậy? À để trong dưa bới này. Chợt nhớ rồi. Thiên Tuế. Đấy. Nhìn như người ngoài hành tinh nhá. Đấy có cái đít rất to. Cái này nhiều quả lắm đấy không? Nó ra hàng bọc quả. Hoa sữa. Con cây cổ quái nhỉ. Mẹ con này khác nhau như thế. Để bác tính cái gì. Hoa sữa. Ok các bác để sang bên này. Phía bên này. Sắp phải chạy đi rồi. Đấy, nguyên một chậu hoa. Bao nhiêu tiền một chậu này đấy? 500 nghìn. Kia nào? Đây là tìm cả anh. À thiên. Chưa chắc nói chuyện rồi nhưng mà không nhớ. Đấy là mày ghi chua số hoa số điện ở ra vào. Như một đóa hoa nhỉ. Mình là đến từ đâu đấy? Em ở Hoài Đức. À Hoài Đức. Gần quá nhỉ. Nhà chắc nhiều cái này. 500 nghìn. Đẹp. Alo. Hơn chơi một bó hoa nhiều. Ờ. Mãi mãi. Thơm lắm. Này thơm. Có quả đó. Đây là dâm bột đây. Hả? À dâm bột. À đấy. Ờ. Rồi. Dâm bột Thái này. Dâm bột Thái. Có quả này. Đọc số cho anh em pha gần giao lưu nhỉ. 035 733 2348. Đấy, mình tên là gì con? Em Bảo. Bảo Hoài Đức, Hà Nội. Đấy, hay quá. Như một mâm xôi. Đấy, không ạ. Làm hai cái chậu đẹp đẹp cho vào chơi như chơi hoa. Đấy. Nó mùa này thơm lắm. Đây thơm cây thơm lắm. Thoang thoảng thơm. Quế với thùng to. Nhưng mà bày trên thùng cũng nhìn không nhìn thấy. Không nhìn rõ. Đồ cũng nhiều tiền. Anh Duẩn ơi, cái này bao tiền anh Duẩn ơi? 25 triệu. Lùn nhưng mà lon. Lon, béo. Cái tay răm nó hòm hòm, nhìn nó chưa mắt. Chứ còn chân cốt thì hơi mệt. Ai phải đi à? Thì sao đây? Đừng đi à? Bà nói cái xe của em ở trong bãi kìa. Khoảng hồi em vào đấy. Đấy, cây của anh Duẩn. Duẩn hay là còn gọi hay còn chỗ anh em với anh Toản, Hải Dương. Cái gì đây? Túc. Cái trang này bao nhiêu tiền? Trang bao nhiêu tiền anh nhỉ? 12 triệu. Thân bằng gần bằng cổ tay chứ. Cao độ 70 phân.
Thùng đồ ôm chậu. Đây. Này bao tiền? Cái nào? Cái này là cái này. Thôi được rồi, cứ ấy đi xong rồi là cứ xong việc rồi. Hôm nay thứ tư nhỉ? Ừ. Thế ông ngoại ông ở trong Sài Gòn ông ra chưa? Đấy, cái tùng này thì về đi là người. Ở bên nào đây? Có gì cái này chỉ cắt giòn. Bỏ mấy tay canh, chỉ hết rồi một này. Rồi ok, một tuần đang hỏi giá mấy cái thùng mà ông chạy đâu rồi. Không, rồi chỉ hết rồi. Đồ đẹp. Xe để đéo đâu nhỉ? Đây là trong giữa này. Trong giữa cái đống anh em ngồi này. Này không có chỗ để dưới rồi đấy. Rồi thì chẳng có bao nhiêu. Khi kia, ấy mà. Hả? Đây, hỏi đây. Đang hỏi chi bao tiền? Xin chào anh. Đấy, chi kia kìa. Xốp á? Của em. Bao nhiêu rồi? Chủ rồi. Tưởng nay ông Hùng cũng này mua ô tô. Để số rồi. Để thì gần cái kia đi ô tô. Ok, tí nữa là sang.